Chào mừng anh em đã quay trở lại với bản tin sáng của Góc Arsenal. Một ngày mới đã đến và hãy cùng chúng mình tới với những tin tức mới nhất về câu lạc bộ thân yêu trong 24 giờ đã qua. Trước khi vào bản tin chi tiết, anh em đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Arsenal Fulham, 21 giờ ngày 26 tháng 8, thêm 3 điểm cho pháo thủ. Arsenal cùng với Brighton và Manchester City là 3 đội bóng giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 vòng đầu tiên. Nhưng đội bóng thành London xếp thứ 3 do thua kém về chỉ số phụ. Tại vòng 3 Ngoại hạng Anh 2023-2024, Arsenal sẽ tiếp tục có một trận derby London nữa. Theo đó, pháo thủ sẽ tiếp đón Fulham trên sân nhà Emirates. Nhận định Arsenal Fulham nghiêng hẳn về đội chủ nhà và đây là cơ hội không thể tốt hơn để pháo thủ có chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Ngoài việc giành 3 điểm, Arsenal cũng cần cải thiện thành tích phòng ngự trên sân nhà. Theo thống kê, họ chỉ giữ sạch lưới một trong 8 trận gần nhất tại Emirates trong khuôn khổ của Premier League. Bên kia chiến tuyến, sau chiến thắng tại sân Goodison Park của Everton, Fulham đã trở lại mặt đất với thất bại 0-3 trên sân nhà trước Brentford. Nếu tính những trận đấu chính thức, Fulham đã thua tới 10, hòa 1 ở 16 trận gần nhất. Arsenal giành trung bình 2,7 điểm một trận ở những trận derby London tại Premier League tính từ mùa giải trước tới nay, cao nhất giải đấu. Với thành tích đối đầu ấn tượng, chuỗi 10 trận không thua của pháo thủ, thật khó lòng để Fulham có thể làm nên điều bất ngờ. Hãy cùng chờ xem tại sân nhà, đội quân của Arteta có trình diễn cho khán giả xem sức mạnh tuyệt đối của mình được hay không. Mikel Arteta báo tin bất ngờ về Gabriel Jesus. Trả lời phỏng vấn trên trang chủ của Arsenal, huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết Gabriel Jesus đã bình phục để ra sân từ đầu trước Fulham. Arsenal sẽ tiếp đón Fulham ở Emirates và họ sớm nhận được cú hích lớn. Với sự trở lại kịp thời của Gabriel Jesus, tiền đạo người Brazil dính chấn thương dài hạn nhưng bình phục thần tốc để sẵn sàng ra sân cùng pháo thủ. "Vâng, tôi thực sự hạnh phúc," Arteta nói trong buổi họp báo trước trận đấu khi được hỏi về thông tin Jesus đã bình phục. Chấn thương của cậu ấy là một cú sốc lớn sau giai đoạn tiền mùa giải. Giờ đây, Gabriel trông thực sự sắc sảo và sẵn sàng ra sân. Khi được hỏi liệu Jesus có thể trở lại đội hình xuất phát trước Fulham hay không, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh: "Vâng, Gabriel đã trở lại. Cậu ấy đã sẵn sàng để ra sân ngay từ đầu. Chúng ta hãy chờ xem." Jesus đã không có mặt ở trận tranh Community Shield trước câu lạc bộ cũ Manchester City và vắng mặt trong các chiến thắng tại Premier League của pháo thủ trước Nottingham Forest và Crystal Palace. Khi ngôi sao người Brazil vắng mặt, Edin Nketiah đã làm tốt khi được giao nhiệm vụ dẫn dắt hàng công của Arsenal. Chính thức, Arsenal chia tay Kieran Tierney. Trên Twitter chính thức, chùm săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano thông báo Real Sociedad hoàn tất thương vụ hỏi mượn Kieran Tierney. Kieran Tierney gia nhập Real Sociedad, here we go, thỏa thuận miệng với Arsenal về hợp đồng cho mượn và không kèm điều khoản bắt buộc mua. Với Tierney, cậu ấy đã đồng ý gia nhập Real Sociedad. Việc kiểm tra y tế sẽ được lên lịch sau khi các câu lạc bộ thông qua tất cả các hợp đồng, ký giả người Italia chia sẻ. Từng có thời điểm Kieran Tierney được mệnh danh là Andrew Robertson đệ nhị nhờ vào lối chơi giàu tốc độ, dũng mãnh và những pha leo biên nhanh như gió. Chưa kể ngôi sao của Arsenal còn được đánh giá cao nhờ tinh thần cầu tiến và thái độ chuyên nghiệp. Tuy vậy, kể từ khi Oleksandr Zinchenko cập bến Emirates, Tierney gần như không còn cơ hội đá chính cho Arsenal. Mùa giải năm nay, với sự xuất hiện của Julian Timber, cơ hội ra sân của cựu sao Celtic lại càng bị hạn chế. Chia tay Arsenal, Tierney hứa hẹn giúp bổ sung sức mạnh cần thiết cho hệ thống phòng ngự của Real Sociedad. Ngôi sao 26 tuổi có khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Arsenal tăm tia tiền đạo 80 triệu bảng. Theo báo cáo từ The Times, Arsenal gia nhập cuộc đua chiêu mộ tiền đạo Ivan Toney. Tương lai của chân sút người Anh thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng hàng đầu xứ sương mù. Thời điểm hiện tại, Toney ngồi ngoài khi chấp hành án treo giò 8 tháng sau những hành vi liên quan đến cá độ. Báo chí xứ sương mù đưa tin Toney có thể tái xuất sân cỏ vào ngày 17 tháng 1 năm 2024. Một số ông lớn ở Premier League sẵn sàng trải thảm đỏ chiêu mộ chân sút 27 tuổi. Arsenal đối mặt cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường chuyển nhượng. Tottenham Hotspur, Manchester United đều quan tâm đến Ivan Toney. Về phía Arsenal, huấn luyện viên Mikel Arteta mong muốn bổ sung thêm một số 9 chất lượng. Gabriel Jesus, Edin Nketiah là hai sự lựa chọn khả dĩ nhất vào lúc này trên hàng công của pháo thủ. Arsenal cần thêm một chân sút đẳng cấp khi phải dàn sức ở nhiều đấu trường khác nhau. Toney nổi lên như một sự lựa chọn đáng tin cậy. Tiền đạo sinh năm 1996 quen thuộc với Premier League
và tỏa sáng trong màu áo của Brentford. Arsenal cần đặt lên bàn đàm phán số tiền đủ sức nặng nếu muốn thuyết phục bầy ong nhả người. Brentford định giá Tony vào khoảng 80 triệu bảng Anh. Nóng, Arsenal có phán quyết cho Balogun. Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, Chelsea thực chất vẫn chưa gửi đến Arsenal bất kỳ lời đề nghị nào cho trường hợp của Florin Balogun. Về phần mình, Arsenal sẵn sàng chia tay chân sút này, nhưng họ không có ý định hạ thấp mức phí yêu cầu. Ký giả người Ý cho biết, về cơ bản thì đây là những gì Chelsea đã làm. Khi đàm phán với Romeo Lavia, họ đã hỏi han thông tin về Balogun. Nhưng hiện tại, vẫn chưa có lời đề nghị nào được gửi đến Arsenal. Thông tin tôi nhận được là Arsenal sẽ không giảm giá Balogun. Họ muốn nhận được một khoản tiền quan trọng từ Balogun trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Mới đây cũng theo Romano, thì Arsenal gần như đã đạt được thỏa thuận bán đứt Balogun cho AS Monaco thông qua một thương vụ trị giá 45 triệu euro. Trước đó lời đề nghị có giá khoảng 35 triệu euro mà đội bóng công quốc gửi đến đã nhanh chóng bị pháo thủ từ chối. Dự kiến sẽ có thêm một vài cái tên tiếp bước Balogun rời khỏi Emirates trong thời gian tới, và điển hình là trường hợp của Kieran Tierney, người đã lên kế hoạch chia tay Arsenal để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên. Arsenal hỏi mua Fati, Barca họp gấp. Football Transfer cho biết Arsenal đang muốn chiêu mộ Ansu Fati. Báo cáo nói rằng Barca sẵn sàng cho mượn thần đồng này, nhưng chỉ khi Arsenal sẵn sàng trả mức lương 199.000 bảng Anh một tuần mà Fati đang hưởng tại New Camp. Football Transfer cũng đã nói thêm rằng Ansu nhất quyết ở lại Barca, nhưng một cuộc họp sẽ diễn ra giữa chủ tịch Barca Juan Laporta và người đại diện của cầu thủ Jorge Mendes vào thứ Sáu. Trong đó họ sẽ cố gắng thuyết phục cầu thủ trẻ rằng cậu ấy nên ra đi vì sự nghiệp của mình. SITC nhận định nếu cập bến Emirates, Fati có thể sẽ phát triển mạnh mẽ dưới bàn tay của huấn luyện viên Mikel Arteta. Cách Arteta làm việc với Martin Odegaard và hậu vệ William Saliba, sau đó cải thiện các bộ kỹ năng của họ là một điểm tham chiếu. Cách đây không lâu, Fati được xem là tương lai của Barca. Anh được trao chiếc áo số 10 danh giá cùng bản hợp đồng hậu hĩnh. Dẫu vậy, sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 2002 bị chững lại bởi những chấn thương. Thậm chí anh từng trải qua 4 cuộc phẫu thuật trong vòng 6 tháng trên cùng một bên đầu gối.